Tin cập nhật ngày 5 tháng 9 Tình báo Ukraine, 40% thiết bị quân sự của các đơn vị mới của Nga không có khả năng chiến đấu. Các nhà nghiên cứu xóa tan lầm tưởng về khả năng cạnh tranh của vũ khí Nga với phương Tây. EU kêu gọi Trung Quốc, Ấn Độ hỗ trợ giới hạn giá dầu của Nga. Đồng minh của ông Putin đột ngột tuyên bố muốn nghỉ vô thời hạn. 9 người nhập cư trái phép gặp nạn trên sông giữa biên giới Mexico-Hoa Kỳ Phương pháp chống nghiện game cực đoan của một trường học ở Trung Quốc Một bệnh viện ở Trung Quốc tiếp nhận 240 học sinh mắc hội chứng lo lắng tự trường trong 7 ngày Thu Lâm xin kính chào quý vị Quý vị đang theo dõi bản tin cập nhật ngày 5 tháng 8 của DKN TV Kính chúc quý vị có một ngày mới thật nhiều sức khỏe và bình an. Và ngay sau đây là các nội dung chi tiết. Mở đầu bản tin hôm nay xin mời quý vị đến với một tin tức tới từ tình báo của Ukraine. Cho biết 40% thiết bị quân sự của các đơn vị mới của Nga không có khả năng chiến đấu. Kính thưa quý vị, tình báo Ukraine đã xác định rằng 40% thiết bị mà các đơn vị mới của quân đội Nga được trang bị chưa sẵn sàng chiến đấu. Điều này đã được Cục Tình báo Chính GUR của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết. Cụ thể, Bộ này cho biết các đơn vị được thành lập của Nga hiện đang được trang bị vũ khí kiểu Liên Xô. Chúng được đưa ra khỏi các căn cứ lưu trữ và chuyển ngay cho quân đội. Tuy nhiên, thiết bị cần được sửa chữa và bảo dưỡng. Trong khi đó tất cả vũ khí mới nhất đều thuộc sở hữu của các nhóm chiến thuật, tiểu đoàn đã vào Ukraine từ tháng 2 hoặc tháng 3. Nghĩa là đơn vị mới thành lập của Nga sau cuộc chiến như quân đoàn 3 đang được tuyên truyền gần đây, khó có thể có vũ khí có khả năng chiến đấu ngay trên chiến trường. Các vấn đề cũng được quan sát thấy với việc bố trí nhân sự của các đơn vị bởi các chuyên gia, cần khoảng 3 đến 4 tháng để chuẩn bị cho đơn vị mới, vì vậy quân đoàn thứ 3 vốn đã được nói đến rất nhiều gần đây về lý thuyết sẽ chỉ có thể thực hiện chiến đấu vào cuối tháng 11. Trước đó, tờ Min đưa tin, Nga có thể đưa 305.000 người tham chiến chống lại Ukraine. Những người sẵn sàng tham gia hợp đồng giảm sau khi số người chết và bị thương trong số người Nga tăng lên đáng kể. Các nhà nghiên cứu xóa tan lầm tưởng về khả năng cạnh tranh của vũ khí Nga với phương Tây. Kính thưa quý vị, Mới đây các nhà nghiên cứu vũ khí Anh, nghiên cứu vũ khí xung đột đã công bố một báo cáo bác bỏ tuyên bố của Moscow rằng họ đã cải tổ quân đội và một lần nữa có thể cạnh tranh với lực lượng vũ trang của các đối thủ phương Tây. Điều này được nêu trong tài liệu của The New York Times. Conflict Armament Research, một nhóm các nhà nghiên cứu độc lập xác định và theo dõi vũ khí và đạn dược được sử dụng trong các cuộc chiến tranh trên khắp thế giới. Theo lời mời của chính phủ Ukraine, các chuyên gia của tổ chức đã nghiên cứu thiết bị điện tử của các tên lửa hành trình và trực thăng tấn công mới nhất của Nga. Đặc biệt, họ đã phân tích phần còn lại của ba loại tên lửa hành trình của Nga. Trong số đó có KH-101, Tornado Z. Bài báo nhấn mạnh, báo cáo bác bỏ tuyên bố của Moscow về một quân đội được xây dựng lại có thể một lần nữa cạnh tranh với lực lượng vũ trang của các đối thủ phương Tây. Vũ khí chất lượng thấp của Nga Báo cáo của tổ chức này cho rằng, những vũ khí tốt nhất trong kho vũ khí của Nga thường chứa các thành phần công nghệ khá thấp và một hệ thống định vị vệ tinh độc đáo nhưng đơn giản. Theo Arsenio Menendez, một nhà thầu NASA có sở thích tái tạo các thành phần vũ khí dẫn đường, hệ thống định vị của Nga giống với kiến trúc của máy thu GPS mã nguồn mở. Chúng không được coi là sản phẩm quốc phòng. Ông nói, một nhóm kỹ sư điện từ một trường cao đẳng có thể chế tạo ra nó. Các lỗi do thiết bị GPS không chuẩn gây ra trong quá trình xử lý tín hiệu vệ tinh cuối cùng có thể khiến cho tên lửa hành trình trượt mục tiêu một khoảng cách rộng. Các bên tham chiến thường kiểm tra các thiết bị quân sự bị bắt để lấy giá trị tình báo. Nhưng tổ chức nghiên cứu vũ khí lưu ý rằng họ bị sốc bởi sự thờ ơ rõ ràng của Nga đối với lượng vũ khí của họ có thể dễ dàng được tái chế bởi đối thủ. Theo Menendez, người Nga đã sử dụng các biện pháp bảo mật có thể tìm thấy trong các sản phẩm thương mại như máy đọc thẻ tín dụng đó là mức độ công nghệ tốt nhất vào cuối những năm 1990 hoặc giữa những năm 2000. Về cơ bản, nó tương đương với máy chơi game Xbox 360 và có vẻ như nó mở cửa cho bất kỳ ai muốn tách nó ra và xây dựng bản sao của riêng mình, Melendez cho biết. Vũ khí Nga có đầy đủ các công nghệ không phải của Nga. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng các loại vũ khí mà Nga sử dụng để phá hủy các thành phố của Ukraine thường dựa trên những sáng tạo của phương Tây và điều này bất chấp các lệnh trừng phạt được đưa ra sau cuộc xâm lược Crimea, nhằm mục đích ngừng cung cấp hàng hóa công nghệ cao có thể giúp ích cho khả năng quân sự của nước này. Các chuyên gia phát hiện ra rằng các kỹ sư Nga dựa vào một số chất bán dẫn từ các nhà sản xuất cụ thể của phương Tây, không chỉ trong đạn dược mà còn trong máy bay không người lái do thám, thiết bị liên lạc, thiết bị điện tử trực thăng và các hàng hóa quân sự khác. Chúng tôi đã thấy Nga tái sử dụng các thành phần điện tử tương tự trong các loại vũ khí khác nhau, bao gồm tên lửa hành trình và trực thăng tấn công mới nhất, và chúng tôi không mong đợi thấy điều đó. Các vũ khí dẫn đường của Nga có đầy đủ công nghệ và thành phần không phải của Nga. Damien một trong những nhà nghiên cứu cho biết, chip trong sản phẩm được sản xuất bởi các nước phương Tây sau năm 2014. Chuyên gia Menendez lưu ý rằng, việc trộn lẫn các bộ phận mà Nga sử dụng để chế tạo vũ khí dẫn đường cũng có thể giúp giải thích tại sao tên lửa hành trình của họ đôi khi không chính xác lắm. Như chúng tôi đã đưa tin, trong những tháng gần đây, quân nga đã sử dụng các hệ thống tên lửa phòng không S-300 được thiết kế cho phòng không để tấn công các mục tiêu mặt đất. Chuyên gia quân sự Oleksandrov cũng đã giải thích việc S-300 nhắm mục tiêu mặt đất khó có thể bắn trúng mục tiêu chính xác như thế nào. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, EU kêu gọi Trung Quốc, Ấn Độ hỗ trợ giới hạn giá dầu của nga. Liên minh châu Âu hôm thứ Bảy ngày 3 tháng 9 kêu gọi Trung Quốc và Ấn Độ gia nhập nhóm G7 để áp đặt giới hạn giá đối với dầu của Nga, và nói rằng việc các nước chi trả quá nhiều cho Moscow vì dầu khi Điện Kremlin gây chiến ở Ukraine là điều không công bằng. Nhóm G7 hôm thứ Sáu tuyên bố rằng họ đã đạt được sự đồng thuận về kế hoạch ấn định giá dầu của Nga. Chính sách này nhằm giảm lợi nhuận của Nga từ dầu và là một hình phạt khác đối với cuộc chiến đang diễn ra của Điện Kremlin ở Ukraine khi được hỏi liệu EU có mong Trung Quốc và Ấn Độ trợ giúp với mức giá trần hay không. Ủy viên năng lượng EU Catherine Simpson cho biết, tôi nghĩ họ nên làm như vậy. Và Simpson nói với CNBC bên lề cuộc họp hội nghị Bộ trưởng Năng lượng của G20 ở Indonesia hôm thứ Bảy rằng, Trung Quốc và Ấn Độ nguyện ý mua các sản phẩm dầu của Nga, trong khi né tránh rằng điều này rất quan trọng đối với an ninh nguồn cung của họ nhưng thanh toán cho Nga vượt quá doanh thu không phải là một sự lựa chọn công bằng. Bà Simpson nói tiếp, vì vậy giới hạn giá là để cho những người mua không nằm trong các lệnh trừng phạt của chúng tôi có cơ hội mua được dầu ở mức giá hợp lý, một mức giá không thêm yếu tố chiến tranh. Thông tin chi tiết về mức giá giới hạn vẫn đang được xem xét, nhưng các nhà phân tích năng lượng đã đưa ra những lo ngại về kế hoạch này. Đặc biệt là liệu những người tiêu dùng lớn như Trung Quốc và Ấn Độ có tham gia hay không? Sau khi Moscow tiến hành cuộc xâm lược Ukraine, cả Trung Quốc và Ấn Độ đều tăng cường mua dầu của Nga và hưởng lợi từ việc giảm giá dầu. Sau khi chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ, EU cam kết giảm phụ thuộc vào năng lượng của Nga, trong khi chính quyền Trung Quốc lợi dụng việc doanh thu năng lượng của Nga bị thu hẹp để mua nhiều năng lượng giá rẻ. Reuters đưa tin Hoa Kỳ cho biết họ đã tổ chức các cuộc đàm phán mang tính xây dựng với Ấn Độ về vấn đề này vào tuần trước. Vào tháng 7, Trung Quốc đã báo có rằng giới hạn giá là một vấn đề rất phức tạp. Theo Thông tin của Đức GPA, Nga đã là nhà cung cấp dầu lớn nhất của Trung Quốc trong 3 tháng qua. Theo dữ liệu hải quan của Trung Quốc, nhập khẩu dầu của Trung Quốc từ Nga đạt 7,15 triệu tấn trong tháng 7, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà phân tích năng lượng đã cảnh báo rằng chính sách này của G7 có thể phản tác dụng nếu các nước tiêu thụ lớn như Trung Quốc và Ấn Độ không tham gia vào kế hoạch giới hạn giá, CNBC đưa tin. Ủy viên năng lượng của EU Jameson nói thêm rằng, Chúng tôi đang chịu áp lực rất lớn về thời gian. Việc thực hiện một bước theo trình tự như vậy thường là nên sớm hơn là muộn. Tuy nhiên, Nga cho biết họ sẽ không bán dầu cho các quốc gia có giới hạn về giá. Và sau thông báo của G7, Tập đoàn Năng lượng Nhà nước Khổng lồ của Nga Gazprom cho biết họ sẽ không tái khởi động dòng khí đốt qua đường ống Nord Stream 1 do các vấn đề kỹ thuật. Đồng minh của ông Putin đột ngột tuyên bố muốn nghỉ vô thời hạn. Thưa quý vị, phát biểu trong một đoạn video đăng trên Telegram hôm 2 tháng 9, Ramzan Kadyrov, người đã giữ vị trí lãnh đạo Chechnya trong 15 năm, nói rằng ông muốn nghỉ vô thời hạn vì đã giữ chức tổng thống quá lâu. Tôi thấy rằng mình đã nắm quyền quá lâu, tôi cũng cảm thấy bản thân xứng đáng được nghỉ dài và vô thời hạn, ông Kadyrov nói. Trong video, ông Kadyrov chia sẻ rằng có lẽ đã đến lúc ông nên từ chức trước khi bị đuổi. Ông cũng thừa nhận rằng bản thân đã đi qua thời sung sức nhất. Ông Kalirov từng đưa ra tuyên bố tương tự vào tháng 2 năm 2016 và tháng 11 năm 2017, đắc cử Tổng thống Chechnya năm 2007 và giữ chức cho đến nay. Moscow không có quy định giới hạn nhiệm kỳ đối với các lãnh đạo các nước Cộng hòa thuộc Nga ông Kadyrov hiện là chỉ huy tối cao của lực lượng đặc biệt Chechnya được cho là đang chiến đấu ở Ukraine, và cũng là đồng minh trung thành của Tổng thống Nga Putin. Ông từng được Tổng thống Putin trao huân chương anh hùng, danh hiệu cao quý nhất của nước Nga. Chỉ hai ngày sau khi Nga tấn công Ukraine vào ngày 24 tháng 2, ông Kadyrov đã thông báo điều lực lượng Chechnya ra chiến trường. Kể từ thời điểm đó, ông liên tục đăng tải các hình ảnh, video trên mạng xã hội cho thấy binh sĩ Chechnya đang chiến đấu ở Ukraine. Hồi giữa tháng 3, lãnh đạo Chechnya thậm chí còn tuyên bố trên mạng xã hội rằng mình và các đồng minh đang có mặt gần Kíp. Cũng trong tháng 3, ông Karov được Tổng thống Nga phong quân hàm trung tướng. 9 người nhập cư trái phép gặp nạn trên sông ở biên giới Mexico-Hoa Kỳ Thưa quý vị, sông Rio Grande, biên giới giữa tiểu bang Texas của Hoa Kỳ và Mexico, nước đã dâng cao do mưa lớn trong nhiều ngày một nhóm di cư không có giấy phép di cư đã chết đuối khi đang mạo hiểm vượt qua biên giới tới Hoa Kỳ. Các nhân viên biên giới giữa hai nước đã tìm thấy ít nhất là 9 thi thể vào ngày 3 tháng 9 và số người chết dự kiến sẽ tăng thêm. Cơ quan thời tiết quốc gia Hoa Kỳ, NWS, cho biết sau những ngày mưa lớn, mực nước của sông Rio Grande đã tăng lên vào ngày 1 tháng 9 và dòng nước đã chảy nhanh gấp 5 lần so với bình thường. Nhưng một số lượng lớn người nhập cư không có giấy chứng nhận di cư vẫn mạo hiểm băng qua sông, gây ra những vụ chết đuối bi thương ở biên giới giữa Mỹ và Mexico trong thời gian gần đây. Các nhân viên Cục Hải quan và Bảo vệ biên giới CBP đã trục vớt được 6 thi thể trên sông Rio Grande, đoạn chảy qua thành phố Eagle Pass thuộc tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, và 3 thi thể ở Mexico. Các sĩ quan của cả hai nước vẫn đang tìm kiếm các nạn nhân đuối nước khác. Tuyên bố của CBP chỉ ra rằng Hoa Kỳ đã cứu được 37 người khi họ đang bơi giữa sông và bắt giữ 16 người khác, trong khi phía Mexico bắt giữ 39 người. Tuyên bố không nêu rõ những người nhập cư không có giấy tờ này đến từ quốc gia nào, cũng như không cung cấp thông tin về cuộc giải cứu và tìm kiếm. Chính quyền địa phương ở Texas tham gia tìm kiếm cứu nạn cũng không đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Khu vực đô thị Del Rio của thành phố Eagle Pass đã trở thành kênh nhộn nhịp nhất cho những vụ vượt biên trái phép chỉ trong tháng 7 năm nay, các nhân viên biên phòng đã chặn đứng gần 50.000 lần vượt biên trái phép ở đó. Nhiều gia đình vượt biên mang theo trẻ em, chủ yếu đến từ Venezuela, Cuba và Nicaragua. Khu vực Darío nằm dọc theo sông Rio Grande, dài khoảng 240 dặm anh. Và vùng nước ở khu vực này đặc biệt nguy hiểm vì các dòng chảy rất nhanh và thay đổi đột ngột. Dù là những người bơi lội thành thạo thì việc vượt sông cũng trở thành một thách thức. CPP đã đưa ra một tuyên bố vào tháng trước cáo buộc rằng, từ tháng 10 năm ngoái đến tháng 7 năm nay, hơn 200 thi thể của những người nhập cư không có giấy phép đã được tìm thấy ở vùng sông này. Năm nay là năm có nhiều vụ chết chóc nhất kể từ khi Tổ chức Di dân Quốc tế Liên Hợp Quốc bắt đầu ghi nhận những trường hợp tử vong tại biên giới Mỹ-Mexico vào năm 2014. Theo thống kê của Tổ chức Nghiên cứu, kể từ năm 2014 đến nay, hơn 4.000 người đã tử vong, thường là do mất nước hoặc chết đuối khi cố gắng vượt qua biên giới mà tháng 6 năm nay là tháng có số người thiệt mạng nhiều thứ tư được ghi nhận, với 138 người. Ngoài chết đuối, việc vượt biên khi trốn trong xe tải giữa trời nắng nóng oi bức cũng là một nguyên nhân dẫn đến tử vong. Vào tháng 6 năm nay, 53 người nhập cư không có giấy tờ đã được tìm thấy đã chết trong một chiếc xe tải trên một con đường mòn ở thành phố San Antonio, thuộc tiểu bang Texas, khiến đây trở thành trường hợp buôn lậu người nhập cư thảm khốc nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Chuyển sang một thông tin đến từ Trung Quốc. Phương pháp chống nghiện game cực đoan của một trường học ở Trung Quốc Từ tin, vào ngày 3 tháng 9, một trường học ở Tân Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã dựng bàn với một cái búa sắt ở cổng trường. Tuyên bố làm vỡ điện thoại di động miễn phí đã làm dấy lên tranh cãi giữa các cư dân mạng. Đoạn video trực tiếp cho thấy một tấm biển với dòng chữ làm vỡ điện thoại di động miễn phí đã được dán phía trên một chiếc bàn đặt ở lối vào của một trường học ở Tân Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc. Trên bàn còn đặt một chiếc búa. Các nhân viên nhà trường nói thêm rằng, biện pháp này nhằm gian đe học sinh và ngăn các em nghiện game di động. Nhà trường đã trao đổi với phụ huynh và được phụ huynh đồng tình. Hành động này của trường học đã làm dấy lên các cuộc thảo luận sôi nổi giữa các cư dân mạng trên Weibo. Đa số họ không tán thành với cách làm của nhà trường. Cũng có ít cư dân mạng cho rằng Nhà trường nên có văn bản quy định rõ ràng là ngăn cấm học sinh mang điện thoại di động. The Epoch Times đã tổng hợp một số bình luận của cư dân mạng như sau: Trường học này thực sự rảnh rỗi làm chuyện thừa. Cấm dùng điện thoại di động để chống nghiện game thì không có vấn đề gì, nhưng cách làm này có vấn đề. Có nhiều cách để cấm, tại sao lại phải chọn một phương pháp cực đoan như thế này? Vấn đề không phải là có tiền hay không có tiền, càng không phải là việc nghiện game di động. Quan trọng hơn đó là sự lãng phí tài nguyên. Đây có phải là cách nhà trường nghĩ ra triết lý giáo dục mà họ truyền đạt là gì? Sau này khi học sinh gặp vấn đề cũng đập đồ để giải quyết vấn đề chứ? Trường học cực đoan như vậy thì chỉ dạy trẻ những điều cực đoan thôi. Sau này thấy người không vừa mắt thì sẽ nện một búa chứ. Dù sao thì cũng có tiền bồi thường mà. Lấp không bằng khai thông. Lấp không bằng khai thông ý chỉ khi trị thủy một mực chặn kín không bằng khai thông hợp lý. Khi xử lý sự vật sự việc không thể trực tiếp áp chế, mà nên dùng phương pháp khai thông để đưa sự vật trở lại quỹ đạo, tránh việc tạo áp lực mà làm phản tác dụng. Chuyển sang một tin tức khác. Một bệnh viện ở Trung Quốc tiếp nhận 240 học sinh mắc hội chứng lo lắng tự trường trong 7 ngày. Tháng 9 là mùa khai giảng của các trường học trên khắp Trung Quốc và có rất nhiều trẻ em đang lo lắng về việc bắt đầu đi học. Trong đó, ở tỉnh Hà Nam xuất hiện những người mắc hội chứng tự trường, rủ nhau đi khám chữa bệnh. Một bệnh viện ở Hoàng Châu trong 7 ngày cũng đã tiếp nhận 240 trẻ em lo lắng về việc bắt đầu đi học. Sự việc này đã thu hút sự chú ý của dư luận. Truyền thông Trung Quốc đưa tin vào ngày 3 tháng 9 rằng, khi ngày tự trường đến gần, khoa y học tâm lý của Bệnh viện tỉnh Hà Nam đã xuất hiện những bệnh nhân có hội chứng tự trường đã đến khám chữa bệnh. Đa số là học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, chiếm khoảng một nửa số bệnh nhân đến khám. Các triệu chứng phổ biến của học sinh bao gồm đánh chống ngực, tức ngực, buồn nôn, nôn khan, tiêu chảy cùng các khó chịu về thể chất khác. Thậm chí một số em bị giảm thị lực, mất thính giác, nói lắp một cách đột ngột, cùng các triệu chứng nghiêm trọng như sốt nhẹ và run tay trong vài ngày liên tiếp. Theo báo cáo, cuối cùng các bác sĩ phát hiện ra rằng, đó là một chứng rối loạn cảm xúc do bài tập về nhà chưa hoàn thành trong mùa hè hoặc tâm trạng lo lắng khi chuẩn bị bước vào năm học mới. Bệnh nhân mắc hội chứng tự trường cùng nhau đi chữa bệnh. Ngoài Hà Nam, tờ hangzhou com cho biết, thời gian gần đây học sinh cấp 1 và cấp 2 ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang đã lần lượt đến trường trở lại. Một số em đã xuất hiện tình trạng thay đổi tính tình, thân thể cảm thấy mệt mỏi, khó chịu. Phòng khám Liên hợp Sức khỏe Tâm thần Trẻ Em và Vị Thành Niên tại Bệnh viện Trực thuộc Đại học Sư phạm Hàng Châu đã tiếp nhận 240 người đến khám trong tuần qua, Bệnh nhân ở độ tuổi từ 6 đến 18 tuổi, trong đó tình trạng rối loạn tăng động, giảm chú ý chiếm 50%, rối loạn lo âu chiếm 25% và trầm cảm chiếm 25%. Bác sĩ đề nghị, đối với những trẻ có biểu hiện lo lắng thái quá, ăn ngủ kém, hiệu quả học tập đi xuống, trạng thái sinh hoạt giảm sút rõ rệt kéo dài trên 2 tuần thì cha mẹ cần lưu ý và đưa trẻ đến bệnh viện để được đánh giá kịp thời. Tuy nhiên về nguyên nhân dẫn đến tình trạng lo lắng của học sinh thì các báo cáo này không cho biết. Cư dân mạng sau khi biết tin đã nhao nhao bình luận trên mạng xã hội rằng: Đi đến đâu cũng thấy bí bách ngộp thở, cảm thấy mọi thứ đều phải lo lắng. Thời nay trẻ con tội nghiệp quá, bệnh tâm lý cũng ngày càng nhiều, đủ thứ áp lực khó mà thoát ra được. Có một người đề xuất: Chúng ta có phải là nên suy nghĩ về lý do tại sao trẻ em lại không sẵn lòng đến trường không? Ngoài yếu tố bản thân thì liệu nền giáo dục hiện nay có vấn đề gì không? Có lẽ nhiều người nên suy nghĩ về điều đó. Một phụ huynh cho biết: "Con gái tôi đến tháng 9 năm nay là vào lớp 2 trường tiểu học, là thế hệ sau thập niên 90, lớn lên ở Giang Tây và được giáo dục cơ bản. Tôi cảm thấy việc học của chúng nặng nề hơn chúng ta khi còn nhỏ rất nhiều, đến phụ huynh cũng cảm thấy mệt mỏi." Một người khác viết: "Là một giáo viên tôi cũng rất lo lắng, số người không lo lắng có rất ít." Khoảng 100.000 thanh thiếu niên chết do tự tử ở Trung Quốc mỗi năm. NetEase đưa tin, vào tháng 6 năm nay, một trận dịch đã gây lo lắng cho toàn thể người dân. Cho dù là chủ doanh nghiệp, công nhân bình thường hay học sinh, ai cũng có vấn đề riêng phải đối mặt. Vào đầu năm nay, dữ liệu do Trung tâm Y tế Phát triển Trẻ em Bắc Kinh Trung Quốc công bố cho thấy, Trung Quốc mỗi năm có khoảng 100.000 trẻ vị thành niên chết do tự tử. Trung bình mỗi phút có 2 người chết do tự tử và 8 người cố gắng tự tử nhưng không thành. Cuộc khảo sát cũng cho thấy rằng trong những năm gần đây, ý định tự tử, kế hoạch tự tử và tự tử không thành ở học sinh trung học cơ sở đã tăng vài điểm phần trăm so với kết quả của cuộc khảo sát được thực hiện vào năm 2002. Có rất nhiều bệnh tâm lý đằng sau hiện tượng tự tử. Theo báo cáo phát triển thanh niên Trung Quốc vào tháng 10 năm 2018, khoảng 30 triệu trẻ em và thanh thiếu niên Trung Quốc dưới 17 tuổi mắc các chứng rối loạn cảm xúc và các vấn đề hành vi khác nhau. Cô Lý một phụ huynh ở Trung Quốc từng tiết lộ với tờ iPod Times rằng mỗi năm khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ hoặc kỳ thi tuyển sinh đại học sắp diễn ra hay sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, số lượng thanh thiếu niên tự tử lại càng nhiều hơn. Nhiều trường hợp tử vong thường không được báo chí công bố, ở khu vực chúng tôi đã có mười mấy học sinh tự tử rồi. Cô Lý cho rằng nguyên nhân chính là do hệ thống giáo dục Trung Quốc có vấn đề. Kiểu giáo dục bắt học sinh phục tùng, ngăn cản mọi người suy nghĩ độc lập cộng thêm sự so sánh điểm số, so sánh thành tích, năng khiếu, ganh đua để được nhận vào các trường danh tiếng. Học sinh cũng như phụ huynh và giáo viên đều phải chịu rất nhiều áp lực. Tất cả đều không còn niềm tin, không nhìn thấy hy vọng, không còn hướng đi trong cuộc sống nên đã có rất nhiều em đã tự tử và mắc bệnh trầm cảm. Thưa quý vị, mục tin cập nhật của DKN TV đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Cô Lâm xin kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.